Xin chào tất cả mọi người ạ, em là Cảnh Hàng Bánh Nhật đây ạ. Hôm nay thì em có lấy thêm được một số đồ nghề Nhật Bản nữa. Hôm nay thì có cuộn dây điện của Hataza, còn nguyên Runo này, có 3 cuộn rất là đẹp nha các bác. Và có thêm một số cái cuộn dây điện rời nữa, nó cắt từ cái cuộn lớn của Hataza ra. Mình có thể mua về làm dây nguồn hoặc dây dẫn điện cho các máy móc đều được ạ. Và hôm nay thì có cân điện tử này và máy ép cam, thùng đồ, rồi một số cái mẫu mã đục gỗ và dao bếp, dao chặt các loại. Mã đầu tiên hôm nay nó là mã C. Mã đầu tiên là mã C1. C1 là một cái cuộn dây điện Hataza 2.0 nha các bác. Cái này thì người ta cắt rời ra nên cắt rời từ cuộn lớn ra này các bác. Nó C1 này thì nó là nặng 0,8 kg, là khoảng 800 g đấy. Nó dài được 5 m này, dài 5 m nha bác. Dây này là dây 2.0 3 lõi, người ta cắt từ cuộn lớn ra. Cái này thì mình về có thể làm dây nguồn, rồi dây nguồn cho dây dẫn điện cho các cái máy móc nó có công suất lớn được nha bác. Ví dụ như âm ni, loa đài, rồi tivi, tủ lạnh đều được nha bác. Và nó rất là bền, dây hai da, một da trong và một da ngoài này, nó rất là dày nha. Và cái cao su của Nhật thì nó siêu bền rồi và nó chịu được nhiệt độ rất là tốt. C1 cái này 5 m, nó là 150 ngàn. Mã số C2 cũng một cái cuộn dây của Hataza, người ta cắt rời ra đây 2.0 này. Và dây thì nói chung là nó cũng còn lành nặng nha bác, và người ta cũng đã sử dụng qua nên nó cũng có một vài vết xước sơ sơ trên cái cuộn dây, mà nó hai da thì nó chỉ xước sơ sơ ở bên da ngoài thôi, còn bên trong vẫn còn một cái lớp da nữa nó bọc cả dây điện này. Đó, cái này thì nó có ôn luôn ổ cắm á, cuộn này có nguyên ổ cắm. C2 thì nó là 1,6 kg và nó dài là khoảng 10 đến 10,5 m nha bác. Cái này thì em ướm chừng thôi, nó tầm đấy ạ. Là C2 nó là 250 ngàn. Mã số tiếp theo, mã C3, cũng một cái cuộn dây cắt từ cuộn dây Hataza, cắt từ cuộn dây lớn này. Cái C3 này thì nó dạng nặng là 3,4 kg và nó dài được khoảng tầm 21-22 m gì đấy, khoảng đấy nha bác. Đó, dây thì cũng còn tương đối đẹp, lành nặng. Đó, về mình có thể làm dây nguồn, dây dẫn điện cho những cái máy móc lớn được, công suất lớn được nha bác. Dây 2.0, C3 nó là 500 ngàn. Mã số tiếp theo C4 ạ. Cuộn này thì cũng là 3,4 kg và nó cũng khoảng 21-22 m gì đấy. C3 thì nó cũng còn đẹp nha bác. Nó chỉ thỉnh thoảng nó có một vài vết xước nhỏ trên ấy thôi, trên cái dây điện mà nó xước ở cái phần da ngoài thôi, còn da trong thì còn lành nặng. C4 nó cũng là 500 ngàn. Mã số tiếp theo C5 ạ. C5 thì cái cuộn này nó nặng là 4,1 kg, thì nó dài là khoảng 25-26 m, 25 đến 26 m. Và C4 cuộn này thì nó là 600 ngàn, 600 ngàn ạ. Đến mã số C5, nó là cái này là C5, nó là 600. Còn đến mã số tiếp theo là mã C6. C6 là một cái cuộn dây điện hoàn chỉnh của Hataza. Nó còn nó có Runo luôn nha bác. Đây, nó có 3 cái ổ cắm này và nó có một cái CP để chống chập, chống giật này nữa này. Và cái Runo thì còn tương đối là đẹp này các bác. Nó cũng chỉ bị một vài vết chảy xước sơ sơ ở cái khung thôi, còn ngoài ra thì còn rất là đẹp nhá. Cái dây cũng thế, dây thì lành nặng, em đã kiểm tra hết rồi và dây thì cũng còn khá là đẹp. Đó, những cái cuộn này thì em đã chọn lọc những cái cuộn đẹp nhất để mua rồi. Đó, đây ổ cắm đây các bác, và cũng đã test điện rồi nha bác. Cuộn nó là C6 thì là 1.400.000, dây 2.0 cũng hai da và nó dài là 29 m, hoàn chỉnh là 29 m. C6 là 1.400.000. Mã số tiếp theo C7 cũng một tương cuộn tương tự đây, nó cũng còn tương đối là đẹp,
thỉnh thoảng nó có một vài vết chảy xước sơ sơ thôi. Nói chung là nó cũng còn đẹp được đến khoảng 70-80% đấy ạ. Và cái dây cũng thế, dây còn khá là mới này các bác. Dây còn mới còn đẹp, cái ổ cắm đây. Ổ cắm thì cũng không có bị dập bẻ gì hết nhá. Và CB7 này thì nó cũng là 1.400.000. Cái máy quận này nó mới nên em chọn nên nó mắc hơn những cái quận ngày trước một tí, mắc hơn có mấy chục ngàn thôi ạ. Đến mã số tiếp theo là C8, cũng một quận rất là đẹp này, cũng CP chống giật rồi, cũng có 3 ổ cắm và dây cũng 29m còn hoàn chỉnh và dây đẹp. Quận Rulo cũng còn rất là đẹp, tem mác còn nguyên. Cái này nó là C8, cũng là 1.400.000. Cái mã số tiếp theo là mã C9 ạ. Mã số tiếp theo là mã C9. Nó là một cái bộ bánh xe, gồm 4 bánh xe. Bộ bánh xe này thì cái đường kính bánh xe thì nó khoảng là 7cm, còn chiều ngang bánh xe là nó 3cm và nó làm bằng nhựa cứng á, gồm 4 bánh. Có 2 bánh trước, 2 bánh sau. 2 bánh sau thì nó có một cái khóa bánh, khóa hãm bánh á. Đó, một bộ như này thì nó là C9 thì nó là 280.000. Cái một bộ 4 bánh này thì nó có thể có nó có trọng tải là khoảng 500 kg nha bác, khoảng nửa tấn á, 500 kg. C9 nó là 280.000. Mã số tiếp theo mã C10 ạ. C10 là một cái nồi chiên chống dính. Cái nồi chiên này thì nó có đường kính miệng là 20.5cm và cái nồi thì nó cao là 8cm ạ. Nồi nó sâu 8cm. Và cái nồi này thì nó có mạ một cái lớp sơn, à quên, mạ một cái lớp chống dính, nó màu đen các bác. Màu đen. Đấy, cả trong cả ngoài đều mạ hết. Đây, nó có chữ Nhật được dập trên nồi luôn ạ. Cái nồi thì nó có thêm một cái khay, khay để mình ví dụ mình chiên xong thì mình chiên chín đồ ăn rồi thì mình có thể đặt đồ ăn lên đây cho nó ráo dầu này, ráo dầu. Có một cái khay bằng inox, cái khay cái giá bằng inox. Cái nồi chiên này nó là C10 là 200.000 ạ. Mã số tiếp theo C11 là một cái cân điện tử. Cân điện tử này thì nó cân được trọng lượng là 10kg đổ lại nhá bác. Đây. Đây các bác. Cái này thì nó xài bằng pin, vẫn xài hoạt động bình thường. Đây, nó có rất là nhiều chế độ nhá bác. Đây này, chế độ này là gam này và nhiều chế độ khác nữa, kilogam này. Giống như cái này, cái quận giấy này đặt lên thì nó là 0.027kg. Có nghĩa là nó khoảng là, như sang chế độ gam này thì nó là 27g đấy, 27g ạ. Đó. Cái mặt cân thì nó ngang là khoảng 14.5 và dọc thì nó cũng 15cm ạ. Và nó có logo của hai hình người của Đức ạ. Duy Linh, hãng Duy Linh, và nó xài là xài hai cục pin tiểu nha bác, pin nhỏ. Hết pin thì mình mua pin mới mình thay vào thôi. Nó có một cái nút tắt mở này và một nút để mình chuyển chế độ. Đó, mình giữ khoảng 3 giây là nó tắt. Cái này là C11 là 250.000. Mã số tiếp theo là C12. Là một cái máy ép cam mini. Cái máy ép cam này thì nó có một cái dây, sợi dây với lại một cái ổ cắm nữa thì nó dài là khoảng sợi dây điện với ổ cắm nó nối với máy ép cam là nó dài khoảng 1m ạ. Và cái bình đựng nước cam thì nó có thể tích là 700ml. Cái này mình tháo rời ra được nha các bác, tháo rời ra được này. Và cái máy ép cam này thì nó không có công tắc ạ. Nó không có công tắc đâu, mình chỉ cần cắm điện vào rồi đây nó có hai cái để vắt cam này. Mình cắm điện vào, mình ấn cái đầu vắt cam này xuống, mình đặt nửa miếng cam vào rồi mình ấn xuống là nó sẽ tự xoay nha bác. Có điện nó tự xoay. Nó không cần phải không cần công tắc ạ. Khi mình không vắt thì nó sẽ không xoay nhá. Cái này C12 nó là 300.000. Cái này nó của hãng là Chiafio Made in Germany. Chiafio Made in Germany ạ. Cái C12 300 ạ.
Mã số tiếp theo là C13. C13 là một cái máy cắt tỏi ớt, nhưng mà máy cắt tỏi ớt ạ. Cái máy này thì nó của hãng là Kaizo, Kaizo, nó có những cái hình ảnh minh họa đấy ạ. Đó. À, đây là cái máy đây. Mình bỏ tỏi ớt hoặc là những cái rau củ quả vào đây. Rồi xong mình nắp nó lại, rồi mình kéo cái dây này, à, cái lưỡi cắt nó sẽ xoay nhau á, xoay nó cắt nó. Ở trong thì nó có ba cái lưỡi cắt, nó mình có thể tháo rời ra được, vệ sinh được đó. Ba lưỡi cắt bằng thép không gỉ, nó của hãng Kaizo. Cái C13 này thì nó là 150.000, mình dùng để cắt rau hoặc cắt tỏi ớt củ quả được. C13 150.000 ạ. Mã số tiếp theo C14 ạ, là một cái thùng đồ nghề của hãng San, thùng đồ nghề hãng San. Chiều dài cái thùng là 33 cm, chiều cao thùng là 15, còn chiều ngang của cái thùng nó là 20 cm. Thùng này thì ở trên mặt thùng nó có một cái quai để xách thùng này, còn nguyên cái tem mác của Nhật ấy, của hãng San, và nó có một cái khóa để cài nắp thùng nữa. Bên trong thùng là nó là thùng 2 tầng, và người ta cũng đã sử dụng qua nên nó cũng bị trong bong chóc một chút lớp sơn mạ thôi, còn ngoài ra thì nó không gỉ sét gì cả. Cái thùng này thì nó là C14, nó là 300.000, C14 300. Đây, mặt đáy của nó đây. Người ta sử dụng nên nó cũng bị chảy xước lớp sơn mạ thôi ạ. C14 là 300. Và số tiếp theo là C15, là một cái cây xẻng gấp. Cây xẻng này thì nó có cái cán nó làm bằng ống thép, và lớp sơn mạ thì nó cũng bị bong chóc cũng khá là nhiều đấy ạ. Cái chiều dài cán thì nó dài là khoảng 48 cm, còn cái phần lưỡi đây, phần lưỡi thì cũng một phần lớp sơn mạ bị bong chóc rồi. Chiều dài lưỡi là nó khoảng 18 cm, chiều ngang lưỡi của nó là 14 cm. Và này là xẻng gấp này, có nó của hãng Con Voi, có logo hình con voi được dập trên lưỡi xẻng, mặt dưới của lưỡi xẻng đấy ạ. Cây xẻng này thì nó là C15, nó là 240.000, cây xẻng gấp đa năng. Mình có thể vừa làm cuốc làm xẻng đều được nhé bác. Khi các bác không sử dụng lại nữa thì mình gấp lại cho nó gọn, mình cắt đi. C15 nó là 240.000. Mã số tiếp theo C16 là một cái cây xẻng nhọn lớn đó. Chiều dài lưỡi là 26,5 cm, chiều ngang lưỡi của cây xẻng là 23 cm ạ. Cái phần lưỡi thì lớp sơn mạ bị bong chóc rồi ạ, còn lưỡi thì cũng còn tương đối là đẹp, không có gì xét gì đâu ạ. Và cái cây này nó cũng của hãng Con Voi và có dấu nội địa Nhật được dập trên lưỡi xẻng. Cái cán của nó đây, cán bằng cán gỗ còn rất là chắc chắn. C16 nó là 270.000. Mã số tiếp theo là C17, cũng một cái cây xẻng nhọn. Chiều dài lưỡi của nó là khoảng 28,5 cm, chiều ngang lưỡi của nó là 23 cm. Cái này thì lớp sơn mạ cũng bị bong chóc rồi. Cái phần mũi của đầu mũi của lưỡi xẻng thì nó cũng có một vài vết rỉ sét nhỏ nhỏ ni ti trên cái đầu mũi xẻng nha bác. Đây, mặt sau đây ạ. Nhưng mà thép của Nhật thì cũng còn rất là cứng, xài thì chắc nó cũng rất là bền đấy ạ. Cái phần cán gỗ của nó thì cũng còn rất là chắc chắn ạ. C17 là 270.000. Và số tiếp theo C18 là một cái cây kéo tỉa hàng rào. Cây này có chiều dài là khoảng 65 cm cả cán á, cán bằng cán gỗ. Tay cầm thì nó được sơn lớp sơn mạ, sơn hai lớp sơn mạ, một bên trắng một bên đỏ. Cây này thì nó của hãng là Okatsune, là kéo tỉa hàng rào trắng đỏ. Đây, cái trên cái con ốc chốt thì người ta có dập chữ Nhật hãng của hãng đấy. Đó, trên con ốc chốt. Còn lưỡi cắt thì còn sắc bén và cũng không có gam mẻ hoặc gì xét gì đâu ạ. Cây này nó là C18 là 200.000, C18 200. Và số tiếp theo C19 là một cái cây chép. Cái cán của nó thì cũng được làm bằng ống thép không gỉ, mà ở phần giữa cán người ta có bọc một lớp cao su để khi mình cầm mình sử dụng cho nó tránh trơn trượt đấy ạ. Cái chiều dài của cái cán thì nó dài là khoảng 90 cm, và cái lưỡi xẻng thì nó là dài là 9,5, và ngang của nó là
Ngang của nó cũng là ngang là 10 cm ạ. Cái lưỡi chép này thì nó cũng làm bằng thép không gỉ này, nó hàn với cái cán bằng ống thép không gỉ luôn. Cái này C19 nó là 220.000 ạ. 220. Mã số tiếp theo là C20. C20 cũng một cái cây chép, cái cán cũng được làm bằng ống thép. Cái này thì nó mạ một lớp sơn mạ màu đen và nó cũng bị chảy xước bong chóc lớp sơn một tí rồi. Cái phần lưỡi của nó thì nó dài là khoảng 11 cm và bề ngang lưỡi của nó là nó bề ngang nó rộng 10 cm ạ. Bề ngang rộng 10 cm. Cái này là C20 thì nó là 200.000. Cây này thì nó cũng dài là khoảng 1 m ạ. Mã số tiếp theo là mã C21 ạ. C21 là một cái ống nhôm. Cái ống nhôm này thì nó có chiều dài là 49 cm và cái ống này thì cái đường kính của cái đường kính lỗ bên trong của cái ống nhôm này nó là 2,5 cm ạ. 2,5 cm. Và cái ống nhôm này thì nó dày 5 ly. Cái này thì là ống nhôm các bác xem, các bác có sử dụng hoặc là chế cháo trong cái việc công việc của các bác được thì các bác mua về sử dụng nha các bác. Đó, và cái ống nhôm này nó nặng là 650 g ạ. 650 g. C21 nó là 200 g. 200. Ống dày 5 ly và dài 49 cm. Cái đường kính lỗ ống nhôm này là nó 2,5 cm. Cái mã tiếp theo là C22, cũng là một cái ống nhôm. Cái ống nhôm này thì nó dài là 60 cm và nó cũng dày là 5 ly và cái lỗ đường kính lỗ của ống này thì nó là cũng là 2,5 ạ. Và nó nặng 800 g ạ. Nặng 800 g. Cái này C22 nó là 220.000. Mã số tiếp theo là C23. C23 là một cái cây classic của hãng Super. Cái này size lớn á. Cái này thì nó có chiều dài là 50 cm. Chiều này 50 cm. Của hãng Super Tool này. Đó. Và cái phần răng của nó thì còn sắc bén, không có bị chảy trượt gì hết đâu ạ. Cái lớp sơn mạ bên ngoài thì nó cũng có bị bong chóc đi một phần rồi ạ. Và cái sợi xích này thì nó cũng dài là khoảng 60 cm. Khoảng 60 cm. C23, cái này là 400.000. Tiếp theo là C24, là một cái cây classic của hàng MCC. Cây này thì nó dài là 30 cm. Còn cái sợi xích thì nó dài khoảng 40 cm ạ. Cái phần răng của nó thì cũng còn sắc bén, không có bị chảy trượt gì hết ạ. Và bề mặt thì lớp sơn mạ cũng còn nguyên, nó chỉ bị chảy xước sơ sơ một vài vết nhỏ thôi ạ. C24 cây này là 270.000. Mã số tiếp theo C25 là một cái cây kìm cộng lực cắt cáp của hãng SK11. Cây này nó là chiều dài là 35 cm. Chiều dài 35 cm. Cán của nó thì cũng được làm bằng thép không gỉ và cái phần lưỡi cũng được làm bằng thép không gỉ luôn ạ. Lưỡi làm bằng thép không gỉ và nó được cắt được cáp là 6 mm của hãng SK11 ạ. Lưỡi còn sắc bén, không găm mẻ gì hết đâu ạ. C25 cây này là 250.000 ạ. Đến mã số tiếp theo là mã C26. Một số cái mã độc nha bác. 26 là một cái bộ độc gồm 5 cây độc. Nhìn chung là 5 cây này thì nó cũng còn tương đối đẹp. Đấy, khâu đầu còn đẹp hết nha các bác. Đây còn 5 cây, có cây to, cây nhỏ này. Có một số cây nó còn nguyên tem này. Còn nguyên tem này. Em đo từng cây cho các bác coi nhá. Cây số 1 nó là đường miệng rộng là 8,5 ly này. Cây số 2 cũng 8,5 này. Và cây số 3 nó là 1,45 cm. Cây số 4 nó là 1,4 cm. Cây số 5 nó là 2,35 cm. 2,35 cm. Đây, một bộ như này nó gồm có 5 cái cây độc, nó là 250.000. 250.000, đã được vệ sinh rồi và lưỡi độc thì còn rất là đẹp, cán cũng còn đẹp này. C26 là 250.000, 50.000 một cây cả to nhỉ.
Và số tiếp theo C27 cũng một cái bộ độc gồm 5 cây. Đây nó cũng còn đẹp nha các bác. Một số cây thì nó cũng còn tem mác đấy. Một vài cây còn tem mác đấy. Đó, đầu đóng cũng còn đẹp này. Khâu cán còn đẹp. Chiều cây số 1 nó là 8,5 ly này. Cây số 2 là cũng là 8,5 ly. Rồi đến số cây số 3. Cây số 3 nó là 1,45 cm. Cây số 4 1,45 cm. Và cây số 5 nó lưỡi nó là 2,35 cm, 2,35 cm. Một cái bộ 5 cây như này mã số C27 cũng là 250.000. Mã số tiếp theo C28 á. C28 cũng một cái bộ 5 cây tương tự thôi. Đấy, cán thì còn đẹp này. Một số cây còn tem mác trên cán, 1-2 cây có tem mác, còn ngoài ra cán đẹp. Khâu cũng còn đẹp, đầu đóng còn đẹp. Cây đầu tiên. Cây số 1 nó là 6 ly ạ. Cây số 1 6 ly. Rồi cây số 2 thì nó là 8 ly, 8,5 ly. Cây số 3 nó là 1,8 cm ạ. 1,8 cm. Số 4 1,5 cm. Cây số 5 thì nó là 2,4 cm ạ. Một bộ này 5 cây. Mã số là C28 cũng 250.000. Mã số tiếp theo C29 ạ. Cũng một bộ đục 5 cây ạ. Đây nó có 2-3 cây còn nguyên tem mác này quá. Còn ngoài ra hai cây kia thì cán cũng còn đẹp, đầu đóng còn tương đối là đẹp đấy. Cây đầu tiên. Cây số 1 nó là 8,5 ly. Cây số 2 thì cũng 8,5 ly ạ. Cây số 3 nó là 1,55 cm. Cây số 4 là 1,45 cm. 1,45 cm. Cây số 5 nó là 2,4 cm. Mã số C29 5 cây cũng là 250.000. Mã số tiếp theo là C30 ạ. C30 là cái này thì nó có mấy cây độc, nó lẫn lộn, nó có cây nọ cây kia nha bác, cây to cây nhỏ này. Đây có 3 cái cây nhỏ cây lùn này. Tổng cộng nó gồm 7 cây đó, 4 cây nhỏ. 4 cây nhỏ thì có một cây độc cong này. Cây độc lưỡi cong này. Một cây độc này nó khoảng 6 ly này. Cái này thì chắc khoảng 2 cm. Đó, cây này ngắn này. Cái này thì khoảng 8,5 ly. Và đây nó có 3 cây độc lớn nha bác. Em đo 3 cây độc lớn. Cây độc số 1 nó là 2,3 cm. 2,3 cm, lưỡi rất là dày ạ. Đến cây số 2. Cây số 2 là 1,7 cm, 1,7 cm, lưỡi cũng cực dày và cây này còn đẹp này các bác. Còn đẹp. Đến cây số 4. Cây số 4 nó là 1,2 cm, 1,2 cm và lưỡi rất là dày. Cái này thì còn nguyên tem mác. Một cái bộ gồm 7 cây như thế này nó là C30 là 280 khoảng 40.000 cây thôi. C30 280. Mã số tiếp theo là mã C31 là một cái cây liềm phát. Cái này thì cái phần cán gỗ của nó dài là 27 cm. Cán thì còn tương đối là đẹp và chắc chắn. Còn cái lưỡi liềm, lưỡi dài 18,5. Bản của nó rộng là khoảng 4,5 cm và độ dày lưỡi nào. Nó dày tới 7,5 ly ạ. Đây, cái này lưỡi rất là dày ạ. Đó. Bề mặt lưỡi thì còn đẹp, không gì xem gì đó. Mặt bên này còn lớp sơn mạ này các bác. Lưỡi mà hai mặt thép 3 lớp. Cái này mình có thể vừa làm pha liền mình để mình phát hoặc mình chặt được ạ. Đó. Chữ nhật được dập trên bề mặt lưỡi liềm rất là đẹp luôn. C31 350.000. Mã số tiếp theo C32. C32 là một cái lưỡi liềm size lớn. Chiều dài lưỡi của nó là khoảng 25,5 cm.
Bản rộng là khoảng 5 cm ạ, bản rộng khoảng 5 cm. Và độ dày của lưỡi liềm này nó dày khoảng 8 ly. Lưỡi rất là dày nha bác, lưỡi liềm này dày lắm này. Dày 8 ly. Lưỡi mài một mặt thép hai lớp thép. Bề mặt lưỡi liềm người ta cũng có đóng chữ nhật trên đó. Này thì mất cán nó về các bác đóng lại cán nó xài thôi. Đó, cây này C32-230. Mã số tiếp theo là C32-230. Mã số tiếp theo là C33. Cũng một cái lưỡi liềm cán người ta cắt rồi về các bác sửa lại cán á. Chiều dài lưỡi nó khoảng 26,5. Ở bản lưỡi rộng là khoảng 4,5 ạ. Khoảng 4,5. Và độ dày của nó là nó dày 5 ly. Cái này thì lưỡi mài hai mặt thép 3 lớp ạ. Trên bề mặt lưỡi liềm thì người ta cũng dập rất là nhiều chữ nhật, cũng khá là đẹp. Đó, thép 3 lớp. Cái này C33 cũng 230. Mã số tiếp theo C34 ạ. Một cái cây búa nhổ đinh của hãng Dogju. Cái này thì cán nó còn, cán gỗ còn tương đối là mới, trên nó có tem mác của hãng Dogju ạ. Và nó có một cái tem, nó tem có hình ông thợ rèn này. Cái tem đặc trưng của hãng Dogju đó. Cái đầu búa đó, đầu chữ V thì cũng còn đẹp, không có vết chảy trượt gì hết. Đầu đóng đinh cũng thế, còn đẹp. Búa này này cũng còn khá là mới, gần như là người ta mới xài lướt qua thôi ạ. Trên đầu búa thì người ta có dập chữ nhật, dập chữ của hãng Dogju đó. Và cây búa này thì nó có trọng lượng, trọng lượng của nó là khoảng xấp xỉ 700g, 680g ạ. C34 là 250.000 ạ. Mã số tiếp theo C25 là một cái cây búa lục giác đóng đinh. Cây này thì cán còn khá là mới, đầu búa cũng còn đẹp, còn nguyên lớp sơn mạ màu đen bên ngoài ạ. Hai đầu búa đóng đinh thì cũng không có vết chảy trượt gì đâu ạ. Gần như cái này người ta cũng mới sử dụng lướt qua thôi ạ. Nó có vân để chống trượt ạ, vân hình xoắn tròn chống trượt. Và cái đầu búa này thì nó nặng, cây búa này thì nó nặng là 1,45 kg, xấp xỉ 1,5 kg ạ. C35 nó là 230.000. Mã số tiếp theo là C36. C36 là một cái cuộn thước dây. Cái này nó cuộn thước dây này nó của hãng Tajima. Đây thử cuộn thước dây. Bên trong cuộn thước dây nó làm bằng cái thước dây thước thì làm bằng thép nha bác, làm bằng thép đấy. Đây nó của hãng Tajima và có dấu nội địa Nhật này. Này thì nó chỉ dính một số cái vết ố vàng trên cái sợi dây thước thôi. Dây của thước thôi chứ thông số các thứ còn rõ ràng và dây thước này thì nó còn lành nặng, nó không có bị đứt hoặc là chứt mẻ gì đâu ạ. Đó, cuộn dây này thì nó dài là khoảng 20 m, dài 20 m hay sao? Tem mác còn nguyên này quá. Này chắc dài khoảng 20 m, 20 đến 30 ạ. 20 này thì em không kéo hết nó ra nên chắc tầm 20 ạ. 20 hoặc 30. C36 là 220. Mã số tiếp theo C37. Là một cái cây kìm bấm cốt dây điện. Cái này thì chiều dài của nó là 29 cm. Cây này size lớn nha bác, dài 29 á. Tay cầm thì được bọc một lớp nhựa cứng bên ngoài, nó còn tương đối là đẹp, nó chỉ bị một vài vết xước ni ti trên bề mặt này. Cái nhựa tay cầm thôi. Nó của hãng Marvel, nó có hãng được dập và chữ nhật được dập trên cái cán của cây kìm bấm này. Và có dấu nội địa Nhật. Đầu bấm này nó gồm có 4 đầu bấm nha bác. Mà người ta đầu bấm thì được người ta dập chữ nhật nên nó bấm chắc từ khoảng 2, bấm cốt từ 2,2 ly đến chắc 8 ly á. Bấm cốt 2 ly 8 ly. C37 nó là 270.000. Mã số tiếp theo là C38. Là một cái cây cần trợ lực, nó của hãng KTC ạ. KTC. Cái này nó dài là 17,5 cm, dài 17,5 cm của hãng KTC, có hãng KTC dập chìm trên cái cây cần trợ lực này. Có cái công tắc đảo chiều xoay chiều, cái cây cần trợ lực này cũng còn khá là đẹp. Và cái đầu nắp bu lông mở ốc của nó là đầu 3/4 ạ. Đầu 3/4.
Cái này nó là C38 150.000. Và số tiếp theo là C39, là một cái cây lấy dấu trong cơ khí nha bác. Chiều dài nó là 15 cm, chiều dài cây lấy dấu 15 cm ạ. Nó của hãng Checkmark và nó làm bằng thép không gỉ, đầu đóng cũng còn đẹp này, cái đầu lấy dấu cũng còn nhọn, còn sắc bén này. Đó, của hãng Checkmark ạ. Cây lấy dấu trong cơ sử dụng trong cơ khí C39, cây này 100.000. Và số tiếp theo C40, là một cái cây kìm rút rê vê của hãng SK11. Cây này thì nó có chiều dài là 25,5 cm, tay cầm thì cũng được bọc một lớp cao su bên ngoài, nó còn lành nặng ạ. Có cái chốt cài thì chắc bị nó bị rớt rồi, người ta sử dụng nó bị mất rớt rồi, về các bác sửa lại cái chốt cài thôi. Nó cũng có bốn cái đầu để rút rê vê của hãng SK11. Cái tem mác còn nguyên trên cái cây kìm rê vê này đây ạ. Đây, nó có bốn đầu rê vê này, nó rút đầu rê vê 2,4 này, 3,2, 4,0 và 4,8. Đó. Này, lớp sơn mạ nó có một vài vết chày xước ni ti thôi ạ. Còn tương đối đẹp ạ. C40 270 ạ. Mà số tiếp theo C41 là một cái cặp cưa gấp cắt cành. Cưa này thì nó gồm hai cây, em bán một cặp. Cán bằng cán gỗ, tem mác còn nguyên chữ Nhật ạ. Và cái phần lưỡi cưa hai cây này thì nó dài bằng nhau. Cái phần lưỡi cưa của nó là dài 21 cm, răng thì hai cây đều còn sắc bén nhé bác. Đấy, răng thì nó trên bề mặt lưỡi cưa thì nó cũng có những cái vết ám ố ni ti màu đen trên đấy thôi, nhưng mà răng còn bén, mình về mình cắt vẫn rất là ngọt nhá, cắt xài bình thường, nó chỉ không đẹp lắm thôi ạ. Đó, hai cây này thì C41 nó là 180.000 một cây, 180.000 hai cây ạ. Nó khoảng là 90.000 một cây thôi. Đó. Nó không đẹp lắm, nhưng mà nó rẻ này các bác, có 90.000 một cây thôi. Mua một cặp về xài, nói chung là khi mình cắt cây thì mình không cần đẹp, mình chỉ cần mình đẹp thì tốt, mà không đẹp thì cũng vẫn xài bình thường nhé bác. Răng rất là bén luôn ạ. Mà nó rẻ hơn bình thường thì nhiều cây đẹp thì bán tầm 150, 130, 150, 170 gì đó. C41 nó là 182 cây. Và số tiếp theo C42 là một cái cây xà beng nhổ đinh của hãng Mickey. Hãng Mickey, tem mác thì còn nguyên nhá bác. Cây này người ta có dập chữ Nhật trên cái cây xà beng nhổ đinh luôn. Cây này là size 450 này. Nó có một đầu dẹp này và một đầu chữ V nhổ đinh. Đầu chữ V nhổ đinh cũng còn đẹp, không bị chảy trượt gì hết. Ở cái phần đầu của cái cây nhổ đinh này thì người ta có giống người ta dùng, người ta đóng ấy, người ta đóng nên nó có một vài vết chày nhỏ nhỏ nhá bác. Đây, vết chày nhỏ nhỏ trên đầu của cây xà beng ạ. Cái này chắc người ta dùng để gõ, người ta đóng gõ nên nó bị chày ạ. Một tí thôi ạ. C42 cái này 150.000. Mà số tiếp theo C43 là một cái cây cây rọi ạ. Cây rọi này thì nó có cái cục rọi, nó làm bằng thép trắng, thép không gỉ, nó nặng là 400g. Và cái sợi chỉ này thì nó dài là 5m. Sợi chỉ dài 5m. Và trên đầu cái cây rọi này nó có một cái đầu kim để lấy dấu, để lấy dấu nữa. Ở bên hông cây rọi thì nó có cái phần nam châm để mình hút này, dính này. Tem mác còn nguyên ạ. 400g. Và cái sợi cứ chỉ của nó là dài 4,5m. Đây, tem mác chữ Nhật còn nguyên và còn cũng khá là mới và đẹp ạ. Mới và đẹp. Cái này nó là C43, là 250.000. 250.000. Mà số tiếp theo là C44 ạ. C44 là một cái cây độc của hãng Dongzhu. Cây này thì nó có chiều dài là 20, chiều dài là khoảng 20,5 cm, còn chiều ngang của lưỡi là 7,5 cm. Của hãng Dongzhu, lưỡi còn đẹp, không vết gì xét gì đó. Trên lưỡi thì người ta có dập chìm hãng Dongzhu trên đó, chữ Dongzhu. Tay cầm thì người ta có bọc một lớp cao su màu xanh bên ngoài, còn lành nặng ạ. Này, nó dính những cái vết bẩn bên ngoài thôi nha bác, về các bác rửa bằng xà bông là nó hết ạ. Đầu đóng cũng còn đẹp luôn ạ, không có bị chảy trượt gì ạ. C44 cái này 190 ạ. Mà số tiếp theo là C45, là một cái cây
kìm mỏ quạ của hãng Lotte. Cái này chiều dài là 25 cm, có logo hình con tôm này và có dập chìm hãng Lotte trên cây kìm này. Và cái răng thì còn khá là đẹp đấy ạ. Răng con răng kẹp còn đẹp. Và miệng mở rộng tối đa ra được miệng mở rộng tối đa được 4 cm. Tay cầm thì có bọc một cái lớp cao su bên ngoài đó. Cái này C45 là 150.000 ạ. Mã số tiếp theo C46 á, là một cái cây kìm nguội của hãng K3. Cái này chiều dài là 21 cm. Chiều dài 21 cm. Kìm nguội thì cây này thì còn rất là đẹp. Cái phần cán của nó còn nguyên lớp sơn mạ, còn lưỡi đây. Cái răng kẹp của nó thì cũng không có bị chảy trượt gì ạ. Răng kẹp không bị chảy trượt gì. Và cái phần cắt dây điện, cắt kẽm thì răng cắt kẽm, cắt dây điện thì cũng còn sắc bén, không gam mẻ gì hết ạ. Hai mặt đều đẹp, không có vết gì, xét gì. Cái hãng K3 có dấu nội địa Nhật đấy ạ. Cái này C46 170.000. Mã số tiếp theo là mã C47, là một cái cây búa đa năng. Cây này thì nó có chiều dài là khoảng 24 cm, khoảng xấp xỉ 24 cm. Cái này thì cây này thì nó làm bằng thép không gỉ và nó có một cái đầu là đầu búa để mình đóng này. Ở trên này thì không biết là cái đầu này nó để kẹp hay là nó bấm cái gì đó. Đây, nó để kẹp hay bấm cái gì. Còn ở dưới này thì nó có một cái lưỡi để mình có thể mình bấm kẽm hoặc là mình cắt kẽm được này, quá lưỡi ở giữa cái cây kìm này, mình có thể bấm hoặc cắt kẽm được. Cái này C47 170.000. Mã số tiếp theo C48 là một cái cây kéo bướm cán đồng. Cái này thì nó có chiều dài là 18,5 cm, cán thì được làm bằng đồng, còn lưỡi cắt của nó thì được làm bằng thép thủ công, thép đen, và có cái con ốc chốt mình có thể tháo rời ra mài bén hoặc vệ sinh lại kéo nhé bác. Cái này thì em không có thời gian nên em chỉ vệ sinh sơ sơ cái lưỡi kéo thôi, về các bác muốn đẹp hơn thì mình mài giũa lại. Lưỡi cắt thì còn sắc bén, cũng không gam mẻ gì hết nhé bác. Đó, cán thì bằng đồng thau. Cái cây này là C48 250.000. Mã số tiếp theo C49 là một cái cây kéo bướm ạ. Chiều dài lưỡi của nó là 20,5 cm, nó cũng khá là dài đó. Kéo bướm này thì trên cán của nó thì người ta cũng có dập chữ Nhật mà nhìn nét chữ không rõ lắm, hơi mờ này. Mặt bên trong của lưỡi kéo người ta cũng có dập chữ Nhật bên trong đấy ạ. Lưỡi thì được ghép hai lớp thép, còn rất là sắc bén, không gam mẻ gì hết ạ. Bề mặt cây kéo thì cũng còn tương đối đẹp, không có vết gì, xét gì. C49 cây này 180.000 ạ. Mã số tiếp theo C50 ạ. C50 là một cái cây dao phát, dao rừng. Chiều dài lưỡi khoảng 15 cm. Bản của nó rộng là khoảng 5 cm ạ. Và độ dày của cây dao phát này là nó dày khoảng 5,5 ly. Cái này lưỡi thì mài hai mặt và thép là 3 lớp, và ở phần đầu lưỡi dao phát nó có cái mỏ để chống trơn trượt đấy ạ. Trên bề mặt lưỡi dao thì nó phát thì người ta cũng có dập chữ Nhật rất là đẹp ạ. Cán thì còn đẹp và chắc chắn. Này thì bác nào mà làm nương rẫy nhiều ấy, đi phát rừng phát cây thì mua cây này này, xài nó rất là tiện luôn ạ. C50 cây này 280.000. Số tiếp theo C51 cũng một cái cây dao phát. Cái này cán bằng gỗ còn chắc chắn ạ. Người ta còn khoan một cái lỗ ở giữa cái phần giữa cái khâu để chêm cán, khoan một cái lỗ để người ta bắt một con ốc nữa, nên nó rất là chắc luôn ạ. Trên cán người ta cũng có dập chữ Nhật trên nó. Cái phần lưỡi thì nó dài là 14,5. Bản nó rộng tầm 5 cm, và độ dày của lưỡi dao là nó dày 5,5 ly. Cây này lưỡi cũng mài hai mặt thép là 3 lớp. Bề mặt thì còn sáng đẹp, không có vết gì, xe gì. Chữ Nhật được dập chìm hai mặt của lưỡi dao luôn ạ. Mặt bên này người ta cũng có dập chìm chữ Nhật, mặt bên này cũng có dập rất là nhiều chữ và cũng khá là đẹp. Ở phần đầu nó, những cây dao phát này người ta hay làm cái thêm cái mỏ nữa các bác.
để mình pháp nó tránh trượt ấy, trượt nó văng vào tay vào chân là rất là nguy hiểm. Nên có cái mỏ này nếu mà có trượt tay một tí thì nó mình dơ mình phát nó trượt thì nó cũng có cái mỏ này nó mắc vào cành cây hoặc là mắc vào cành cây nó hãm lại thì nó đỡ nguy hiểm. C51 nó là 350 ngàn. Mã số tiếp theo C52. C52 là một cái cặp lưỡi dao chặt luôn nha bác. Cặp lưỡi dao chặt nó gồm hai lưỡi. Cái này thì nó hai cái lưỡi này thì nó cũng to ngang ngang nhau á. Về các bác chêm cán là được hai cây dao luôn đấy. Mình chặt xương gà, xương heo, xương bò ấy, thoải mái á. Chiều dài lưỡi 13,5, chiều ngang lưỡi là 7,5 cm. Cây số 2 là chiều dài lưỡi cũng 13,5 này. Chiều ngang lưỡi cũng là 7,3 cm. Nó to tương tự nhau. Cây số 1 thì nó dày là tầm khoảng 8-9 ly. Cây số 2 thì nó dày 7 ly. Đó, bề mặt lưỡi còn đẹp. Cây này thì người ta cũng có dập chữ mà nó dập nhỏ nhỏ hơi mờ này quá. Lưỡi mài hai mặt ba lớp ạ. Bề mặt không có gì xe gì. Còn cây số 2 này thì có chữ được khắc thủ công. Đó. Cái này thì một cặp như này C52 là 500 ngàn hai cây. Là tầm 250 một lưỡi thôi. Về mình đóng cán là thành có một con dao chặt ngon rồi. C52 500 hai cây. Mã số tiếp theo C53, một cái cây dao chặt ạ. Chiều dài lưỡi nó khoảng 17 cm, bản rộng của nó là 4,7 cm ạ. Và độ dày của lưỡi dao. Độ dày lưỡi dao dày 5,5 ly. Cái này thì lưỡi mài một mặt thép hai lớp. Đây, thép ghép vân, thép ghép này các bác. Nhìn rất là rõ luôn ạ. Ở cái mặt bên này thì nó có một cái vết rỉ nhỏ nhỏ trên bề mặt ạ. Chữ thì được khắc thủ công. Con cán thì còn đẹp và chắc chắn, không có trơn lát gì ạ. C53, cái này là 320. Mã số tiếp theo là C54 ạ. Là một cái cây dao chặt nhỏ. Cây này thì cán của nó thì nó hơi bị tét một tí nha bác, nó bị nứt á, nên chắc người ta cuốn keo này. Về mình sửa lại, các bác sửa lại một chút nhá. Chiều dài lưỡi nó là dài 15 cm, bản rộng là 3,2 cm. Và độ dày lưỡi dao là nó dày không? Nó dày khoảng 4,5 ly ạ, 4,5 ly. Cái này về mình sửa lại lưỡi hoặc mình thay lưỡi mới để mình làm thành một con dao chặt mình xài cũng rất là ngon này quá. Lưỡi còn đẹp không vết gì xép gì đâu ạ. Bề mặt lưỡi dao người ta dập chữ nhật. Trên bề mặt rất là đẹp, lưỡi mà hai mặt ba lớp. Đây về các bác sửa lại cán thôi. Đây. C54 170 ngàn. Cái này thì em chỉ tính phần lưỡi dao thôi nhá, nên giá nó chỉ có 170 ngàn thôi. Mã số tiếp theo C55. Làm một cái đề ba thép thủ công hai mặt. Chiều dài lưỡi 16,5. Bản rộng là 5,3 cm. Và độ dày của nó nào. Độ dày của nó là 9,5 ly ạ, 9,5 ly. Cây này gần như là người ta cũng chưa xài nên lưỡi còn rất là mới và đẹp này quá. Lưỡi còn nguyên lớp sơn mạ luôn ạ. Đây, thép thủ công 3 lớp còn nguyên lớp sơn mạ. Dao để ba mà lưỡi mài hai mặt này cũng rất là khá là hiếm này các bác. Thường người ta hay làm một mặt là chủ yếu, một mặt để lọc hoặc là để mổ lọc cá nó tiện hơn là hai mặt. Hai mặt thì nó cũng có cái tiện của nó là mình có thể vừa lọc, vừa thái, vừa chặt được. Chặt được ạ. Rất là dày luôn ạ. Trên bề mặt lưỡi dao người ta cũng có dập chìm chữ nhật trên đó đấy ạ. Nó có một cái lớp mạ màu đen lên. Mã số này là mã C55, nó là 800 ngàn. Đó. Cán trên cán người ta cũng có dập chìm chữ nhật trên đó đấy. Cán nó dính những cái vết bẩn về mình có thể vệ sinh lại nha bác. Các bác về vệ sinh lại thôi, nó dính những cái vết bẩn nên cái cán nó màu nó hơi ngả màu một tí. C55 800 ạ. Mã số tiếp theo C56. Cũng một cái lưỡi dao đề ba thép thủ công. Cái này thì chiều dài lưỡi nó là 16,5 và bản rộng là 5 cm. Độ dày của lưỡi dao là nó dày là 6,5 ly, dày 6,5 ly. Cái này bề mặt lưỡi dao còn rất là đẹp luôn ạ. Đó, hai mặt thép ghép hai lớp, không có vết chỉ xét gì. Và trên bề mặt lưỡi dao người ta khắc chữ thủ công. Đó, chữ được khắc thủ công rất là đẹp, nghệ nhân khắc rất là đẹp luôn. C56 cái này 250 ngàn.
Mã số tiếp theo là mã C57 ạ. C57 là một cái cây dao đề dao Nakiri thép 3 lớp của hãng Hirotomo, lưỡi dài 16,5, bản rộng là khoảng 5, hơn 5 cm một tí, khoảng 5,1, 5,2 cm. Độ dày lưỡi nó dày là nó dày 3,5 ly và nó mỏng dần về mũi dao. Mũi dao thì nó dày được khoảng là 1,7, 1,8 ly, 3 lớp thép. Và trên bề mặt lưỡi dao đây nó có một cái vân, nó dập một cái hình cây hoa rất là đẹp luôn ạ. Cây hoa đẹp này, 3 lớp. Và nó của hãng Hirotomo, có logo hình con ngựa chữ A này. Hãng này mà hãng Hirotomo, con ngựa chữ A này thì lõi của nó người ta xài sử dụng lõi thép giấy xanh nha các bác. Đây, trên cán cũng còn cái tem ạ. Đây nó có chữ Hirotomo mà nó bị chóc chóc đi một tí rồi ạ. Cái này nó là C57, nó là 500.000 ạ. Mã số tiếp theo C58 là một cái cây dao 3 lớp thép, dao thái 3 lớp thép. Chiều dài lưỡi của nó là 16,5, bản rộng là 4,3 cm và độ dày lưỡi là nó dày là 3,5 ly và mỏng dần về mũi dao. Cái này thép 3 lớp và trên bề mặt lưỡi dao thì người ta có dập chìm một cái hình giống như cành hoa đào hoặc là cái cành hoa anh đào đấy của bên Nhật ạ. Và người ta cũng có dập khắc chữ thủ công đây. Hình như cây này là nó sử dụng lõi thép trắng hoặc là thép bạc đấy. Thép bạc hoặc thép trắng. Đây có chữ trắng này các bác. Chữ trắng trên đầu. Cán gỗ ạ. C58 cái này nó là 450.000. 450.000 ạ. Mã số tiếp theo C59 ạ. Là một cái cây dao thái của hãng Netan. Cây này thì nó có chiều dài lưỡi là khoảng 12,8 cm, bản rộng là 3,8 cm và độ dày lưỡi dao nào. Dày 2,5 ly ạ, nó dày 2,5 ly. Cây dao của hãng Netan này, cán được đúc liền nguyên khối vẽ lại lưỡi dao. Trên cán cũng có dập hãng này Netan và chữ Nhật hai bên ạ. Còn trên bề mặt lưỡi dao người ta cũng có dập hãng này Netan. Cái hãng Netan này cũng rất là nổi tiếng của Nhật nha các bác. Người ta làm dao cũng cực kỳ sắc bén luôn. Và cũng là dao xịn luôn ạ, hãng Netan. Và trên bề mặt lưỡi có cái những cái rãnh để chống dính này, chống dính. Cái này mình có thể mua về làm dao thái hoặc là mình làm dao gọt trái cây cũng được ạ. Dao khá là đẹp và hãng cũng là hãng xịn ạ. C59 150.000. Mã số tiếp theo C60 ạ. C60 là một cái cặp gồm hai cái cây dao ghép cành, một cây lưỡi dài và một cây lưỡi ngắn á. Cây lưỡi dài thì nó có chiều dài lưỡi là 12 cm, bản rộng là khoảng 2, bản rộng lưỡi dao là 2,3 cm và độ dày của nó dày 3 ly, dày 3 ly. Lưỡi còn đẹp, còn nguyên lớp sơn mạ. Lưỡi thép ghép hai lớp và chữ được dập ở mặt bên trái của lưỡi dao, cán gỗ. Và một cái cây dao ghép cành lưỡi ngắn nữa, một cặp luôn ạ. Nó có một cái hộp đựng lưỡi dao nó bằng gỗ này. Còn cái phần lưỡi dao đây. Ở chiều dài lưỡi nó là 7,5, bản rộng là 2,3 và độ dày nó khoảng 2 ly. Lưỡi thì còn mới, còn nguyên lớp sơn mạ, chữ được dập mặt bên trái của lưỡi dao. Và cái này cán thì bằng gỗ, có hộp đựng lưỡi bằng gỗ luôn. C60 một cặp này là 230. Mã số tiếp theo là mã C61 ạ. C61 là một cái cây dao lọc giấy của hãng Cutter Clyde. Đấy có chữ Nhật và có tem mác đây, tem mác trên cái cây dao lọc giấy Made in Japan. Cây này thì cán bằng nhôm và nó bọc bên ngoài một lớp cao su ạ. Và nó còn mới chưa qua sử dụng. Cây dao lọc giấy này thì nó có chiều dài là khoảng 16,5 cm, 16,5 cm ạ. Đây, dao còn rất là đẹp mới nha bác. C61 là 100.000, 100.000 của hãng Cutter Online. Mã số tiếp theo là C62 là một cái hộp lưỡi dao lọc giấy. Cái này thì cũng tem mác chữ Nhật đây, còn nguyên nha bác. Còn mới chưa qua sử dụng. Trong cái hộp lưỡi dao này nó là gồm có 10 lưỡi dao lọc giấy. Nó
Trên lưỡi dao thì người ta cũng có dập chìm, dập chữ Nhật và có dấu nội địa Nhật của hãng JQA. Cái lưỡi này thì nó dài là khoảng 10 cm, dài 10 cm ạ, lưỡi dao dài 10 cm. Này các bác có thể mua về để lúc nào ví dụ lưỡi nó bị gãy hoặc là nó bị lâu, như xài lâu ngày nó không còn bén nữa thì mình thay lưỡi mới để mình xài cắt cho nó ngọt nha các bác. 10 lưỡi như này một hộp nó là 90.000, là khoảng 9.000 một lưỡi ạ. Cái này là C62 90.000. Hôm nay thì em có 62 mã hàng lên video giới thiệu với các bác. Các bác theo dõi video thấy món đồ nào mà nó phù hợp với mục đích sử dụng của mình, giá cả hợp lý thì ủng hộ giúp em nhé. Số điện thoại liên hệ em có ghi ở phần mô tả video ạ. Em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi ạ. Em xin chào tạm biệt các bác.